Rồi cây này dù ngang trên độ 4 dưới độ 6 chú 5 phân. Cây này cá lóc cá trê nha. Nhờ có anh nữ cần vuột Long An. Rồi rồi chú rải chú. Dù ở trên độ 4 dưới độ 6 nha. Cây này 5 kg, dướng cái đầu. Bị sắn đầu, bị sắn đầu á. Nó bị quay lưới cái đầu á. Rồi. Cây 5 kg mấy rồi nha. Này đi chì nặng nha. Chì nặng á. Cho nó chìm nhanh á. Chứ dù mà đi chì nhẹ quá thì cũng không ngon mấy. Coi để coi coi mấy mét. 5 mét. 6 mét. 6 mét. Rồi 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 quý. Cây này bung tới chớp nha, 5 kg rưỡi nha. Đi chì nặng, đi rất là nặng nha. Tại vì nói trước thì mấy anh đặt thì lúc nào tùy mấy anh nha. Nếu mà yêu cầu chì nặng thì cái nó sẽ bung rộng, bung nhẹ hẹp. Còn nếu mà chì nhẹ nhưng mà nó sẽ bung rộng nha, nhưng mà nó chìm chậm lắm. Thì tùy theo mấy anh đặt thôi. Cái dù này rải xong thì là thử là mệt lắm. Chì dài cái dù này thử sẽ chài nó dướng đi lắm. Dù thái không các bạn, dù bao thái không á. Bốn mét rưỡi nha, luôn tôi hết 4,5 mét á. Để tính coi cây chài này có nhiêu tiền đây. Cái chài này ship luôn chắc cỡ 1,5 triệu mấy các bạn. 1,5 triệu mấy chục ngàn. Nói chung là đó đó để con cúng này thước cho cha. Cái này bao cá lóc cá trê nha. Đây là dù thái nha, dù thái nó mịn các bạn. Nói chung là chú thì xài đồ thái không à. Mà hổm cái anh ở ngoài miền Bắc á, đặt xong rỡ cái cây chài ra thì nói là lưới Việt Nam. Thì anh mấy anh nào xài có chài dù này nè. Mình gửi ra ngoài coi các bạn, cái mấy anh coi phải cây này là lưới Việt Nam hay lưới Thái nè. Đặt dân nói chung là người ngoài đặt khả năng thành công đơn hàng rất là thấp. Chị đây là chị chống xét đó. Chị chống xét nha, đi chị nặng cho anh nha. Chị biển nha. Nhưng mà anh nói chung là về phải rửa lại nước ngọt. Chứ nó xét à. Không dùng nước ngọt thì, nước ngọt thì khỏi rửa. Cây này 5,4 kg nha. Thì ship luôn tầm 1,5 triệu mấy chục. Ship tường kính 6 mét. Lá sen đó. Lá sen. Dài nãy 4,5 mét á, luôn túi. Anh mà chạy cá lóc cá chê là nó đúng hàng. Rồi. Rồi cây này 1,5 triệu mấy chục nha. Ship luôn 1,5 triệu mấy chục á. Rồi còn cái cây này là hồi nãy cây cào thái nha. Cây này là nguyên cây cào thái. Lỗ 7 phân bắt cá từ 4 ngón tay trở lên. 4 ngón tay trở lên cây này nãy là 7 kg. Dài 5 mét lại. Ship luôn á, nãy bung 7,5 á ta. Nãy 7,5 á. Này quýnh cá lớn nha. Rồi cây này 1 triệu 9 mấy, gần 2 triệu, không tới 2 triệu. 3 quýnh cá từ nửa ký đến 20 ký. Quen này luôn nè. Rồi chú. Lưới 1 tấc ở trong, mà ngoài tấc 6. Rồi này lưới bắt cá tra của chú nha. Lưới này dạo 2,1 mét. Rồi muốn có dạo 3,5 mét nữa, muốn bà con muốn đặt 15.000 mét nha. Muốn đặt chỗ 55 cái đấy. Cái này dạo mét nè. Dạo cao tới 1,1 mét chú. Dạo này dạo cao. Dạo 2,1 mét. Dạo 2 mét mấy nha. Mét rưỡi nữa. Tùng có nghĩa là do Tùng làm Tùng Tùng dư. Bắt Tùng, bắt Tùng sâu nè. Tùng sâu. Cái màng là cái này nè, cái màng là cái tấc 6 nè. Có loại màng 3 tấc nữa. Màng này tấc 6, màng tấc 6, màng trong như chú, màng trong màng trong tấc. Mà ngoài tấc 6. Bắt cá tra. Bà con nào ta muốn màng 3 tấc cũng có luôn. Lưới thợ cũng nấm cũng làm 3 màng nữa. Thì bà con nào ta muốn. Rồi tới cái cây chài nữa chú, cây chài ngày qua cắt cái chóp từ cây chài đó luôn. Chài cái chóp. Rồi chóp đây. Rồi cái cây này 15.000 mét nha các bạn. Lưới chú mới đóng. Chiều nay ta lấy đấy. Chiều nay ta lấy à. Quay lên đi. Rồi cái cây chài này cái.
đo đo lấy 7 kg. Cái mực sao nó phải đo chiều dài bao nhiêu em? Cái này chắc 7 kg quá. À, hình như hơn lắm tại. Ờ chút cân lại. Không quên nữa đi. Để lấy cái lo rồi. Nó bao nhiêu dài? Này đi chị nặng á. Dài tầm 3m7 nha. Nó gọn cái dài 7 kg nhưng mà nó 7 kg chút xíu. 7 kg đi. Ờ cho 7 kg đi. Và 7 kg 4. Ống ở trên cứ 40 45 4 phân. Dưới chân 4 phân. Cái này 2.1 nha các bạn. Ship con chất cỡ 2.1 cái chục á. Chị nặng luôn nha. Chị nó rất là nặng nha. Tại anh yêu cầu là đi chị nặng á. Chài tầm 2.1. Ảnh càng ngắn mà nặng. Rồi chú. À, các tiêu của ta. Cây này bung chúng cũng gần 6,5 m á. Tại này ảnh để cho nặng á. Cái này chị mới gửi luôn ra. À chưa gửi. À gửi rồi. 3,7 m nha, hơn 3,7 m chút xíu à. Nói chung là 7 m thì mình nó gọn cây chài cho mấy ảnh chài trong ao rồi đó. Này bung 6,5 m nha. Nói chung cái chài này xài cũng biết nào hư nó, chài trong ao biết nào hư nó. Bao cái chim trắng rồi. Cái chim trắng có cắn thoải mái luôn. À, nói chung là ở chừng chừng độ 4 nha. Cái là chừng 6 phân. Cái là 4 phân độ 6 cước cào thái. Còn ở trên cước 40 nha, 44 phân. Ừ, cho xuống nước lẹ. Xuống nước lẹ tí xíu. Cái này chân mình xài bền rồi đó. Coi như cây giúp định anh khỏi lặn đó. Kéo lên được đó. Mà điều mình xiên lặn thì cá nó nhiều hơn, hàng cây nó không có chọi ra thì mình bắt cá hết. Chứ còn mấy anh làm biến thì kéo lên được đó, mình cá nó hay xảy lắm, nó hở cá. Cái này chạy thì chọi rồi mười mấy năm là té ra, từ mười mấy năm chứ không có dưới. Tại 2-3 ngày 7 kg mà nó gọn hơn à. Đây coi giờ còn cây dù thì cây này chắc 7 kg quá. Mấy ký chút xíu. Ừ. Đầu tư. Ừ. Vậy với còn cây này 6,5 kg nè. 6,5 kg cây này gần 2 triệu. Này trên trước dưới cào nè, chuyên cào 3 phân. Này đi chị nhì luôn nha. Còn cây này này cước 30 nha. 34 phân. Này chạy cá mà dinh ngon lắm. Còn mấy anh nào mà thích mà cái này 5 phân để anh chụp gốc thôi nè. Chân dù 5 phân. Ở trên 5 phân là 4 phân 5 phân nè, trên 5 phân luôn, 4 phân. Còn cây này 5 kg quá, 5 kg 5 phân. Chiều 3, chiều 4 mấy chục á. Còn cây này 1,5 triệu mấy chục. 5,5 kg. Này đi chị nặng là chị nhất luôn nha. Còn này chị dù 7 kg nè. Có cái dù 3 kg đó kìa. Cái dù 3 kg đâu? Đây, dưới đây có treo vớt ghe, tút vớt ghe. Thấy rồi. À. Cái dù này để cho mấy anh chạy ao nhà hầm rồi nha. Này 3 kg rồi nha. Cái này không tới 1 triệu. Ừ. Này là kính 4 m á. Này lỗ 5 phân nha. Này không tới coi 4 kg không tới 1 triệu, hơn 1 triệu xíu. Rồi các bạn.
còn như cây này 3 phân, 3 phân này đi chì nặng nha, 3 phân này vuông rộng chừng 4 mét mấy, 5 mét à, đi chì rất là nặng, 5 kg, 1,5 triệu á.